Đấy, cho gà ăn xong rồi bây giờ đi đuổi vịt, bắt vịt rồi. Vợt vịt. Ngân ơi, con làm gì đây? Ngân ơi, con cầm cái roi làm gì đấy? Thế à, chưa đến rồi nhờ Ngân à nhỉ? Con đi đuổi vịt về đi. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Bạn Ngân Hà đã đi đuổi vịt về để cho các chú ăn đấy. Đấy, các chú vịt. Mấy chú ngan kìa, được Ngân Hà đuổi về rất nhanh đấy. Ngân ơi, đuổi về rồi mình đi lấy thóc về cho nó ăn. Con. Đấy. Chú gà, chú vịt ngan nhà Hà kìa. Đã về rồi kìa. Nó đang kiếm ăn đấy. Ngân này ơi, con đấy thông nhanh vào nha. Ôi giời ơi, Ngân này lấy nhanh đấy con. Cho ngan đi con. Đấy, đàn gà nhà Ngân Hà này hôm nay ấy, mấy cả đàn vịt nó chưa về nhiều lắm đâu nhờ, nó đang ở dưới sông đấy. Ngân Hà đi đâu rồi con? Thế à, con quái ra đi để cho nó ăn kìa. Gửi một đôi chú gà trống, một chú gà mái đúng không? Đây các bạn xem, đây này, đàn gà hôm nay nhà Ngân Hà về đấy, nhưng mà chưa về hết đâu nha, rất nhiều luôn. Đấy, các bạn xem, đây là chú ngan này, là chú chim. Ngân Hà ơi, nhà mình có chú ngan bé tí này, người ta gọi là chú chim à? Chú chim sào. Chú chim sào, bảo thì bé tí nhỉ? Đây, ngan gì mà bé tí thế này? con ơi, con đi núi ra để cho nó ăn chứ. Đấy, bà nội cũng hộ bạn Ngân Hà kìa, cho nó ăn cám luôn. Bắt đầu nó về nhiều chưa? Hóa ra là đàn gà nhà mình nó thích ăn cám con ạ. Về đằng kia nhiều chưa? Vịt chạy lăn tăn khắp sân. Kìa con ơi, mấy chú vịt ăn xong nó đi uống nước kìa. Nhưng mình đã cho nó ăn xong đâu nhỉ? Nó ăn hết đâu. Con đi đuổi nó về cho nó ăn chứ. Ngân Hà đang đi đuổi những chú vịt cho nó ăn đấy. Trang cái kia nó chơi. Đi bắt gà con. Ba chú gà nè, ba xem chú gà choai nè. Ba ơi, ba xem chú gà choai này. Đâu, ba chú gà choai nè. Chú gà choai à? Nhìn ghét nhỉ, đấy. Các bạn xem, bắt chú gà choai này. Rất đẹp nhỉ. Đó, con thả xuống đi, xong là để đợi gà về cho nó ăn. Các bạn xem. Đấy, Ngân Hà chăn gà kiểu thế đấy. Ra khắp sân. Ngân Hà ơi, con phải đứng gọn vào thì gà nó mới ăn chứ. Đấy, cho gà ăn xong rồi bây giờ đi đuổi vịt, bắt vịt rồi. Vợt vịt. Ngân ơi, con làm gì đây? Đi bắt vịt đi. Đấy các bạn xem, cho ăn xong đi bắt vịt rồi. Vịt chạy khắp sân rồi đây này. Ngân Hà đuổi đấy đi con, xem bắt được không nào. Đấy, hôm nay Ngân Hà sẽ vờn vịt cho các bạn xem nhá. Bà đi bắt vịt, Ngân Hà bắt được chú ngan này. Đấy, thì hôm nay bắt vịt chú ngan cũng được nhỉ. Một chú ngan này, thế nào? Đây là chú ngan được 2 ngan cái nhỉ.
đứng ăn cái đúng không? Thái Lan ba thấy chú này là xào xào ớt được ngon rồi đấy. Thôi cho vào bếp đi. Hôm nay cái tội là các ăn không ăn thì mình đi thịt luôn nhỉ. Không khai với bà đi. Con ơi cho vào bếp. Để luộc nước rồi thịt đấy. Nào. Thế à? Thế là hôm nay con đã cho gà mới ngăn ăn xong chưa nhỉ? Xong rồi. Cả những chú vịt nữa đúng không? Hôm nay đàn gà nhà mình mới đàn ngan nhà mình nó không chịu về mấy nhỉ? Con chào tạm biệt các bạn đi con. Chào tạm biệt các bạn. Kênh Nhân Hà TV hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nhé. Bye bye.